Bác, hôm nay em xin giới thiệu với bác một sản phẩm rất hữu ích qua thực tế trải nghiệm của em, một chiếc bàn ủi mini. Mặc dù là rất là mini nhưng mà lại rất là cố võ. Chiếc bàn ủi này là của Đức, nó chỉ hơn có 40 gram, kích thước thì đúng bằng lòng bàn tay, nhưng mà thực tế công việc thì rất là tuyệt vời, có đầy đủ tính năng của một chiếc bàn là to, là rất là phẳng, nóng nhanh và lại có tính năng hơi nước, không so với này cái bàn là thông thường rất là lớn về diện tích thì không khác nhau là bao cả. Đây là hình ảnh thực tế của chiếc bàn là so với lại chiếc bàn là thông thường Panasonic 360 độ Quick, nhỏ bằng là 1/4 nếu mà tính về ngoài ủng hộ. Đấy, thực tế so sánh các bác nhìn giữa bàn là chỉ to hơn con chuột máy tính một chút và nhỏ hơn rất nhiều lần. Bây giờ là xin mời anh em tham quan xem bên trong cái hộp bàn là có những cái gì. Mở hộp ở phía đầu tiên phía trên là giấy hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng này được viết toàn bộ bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Tiếp theo là đến cốc đựng nước, cốc 336 mm. Và là được gói rất cẩn thận trong giấy bóng. Một túi đựng và hộp. Và là rất là nhỏ gọn, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. So sánh với lại con chuột máy tính thì bà con thấy rất là nhỏ, chỉ bằng toàn con chuột máy tính một chút. Còn so với lại bàn là thông thường thì nhỏ hơn rất là nhiều lần. Đây là chiếc bàn là Panasonic tương đối lớn. Tất nhiên công dụng khi ở gia đình thì bàn là lớn vẫn là nhanh hơn, nhưng mà rõ ràng khi đi du lịch, khi đi công tác nghỉ mát hoặc đi xa nhà dài ngày thì bạn là Panasonic mang đi rất là cồng kềnh, về tỷ lệ tương quan thì rất là bạn là Sigler vẫn tốt hơn, gói rất là gọn. Để bạn là Sigler này thì gồm có dây, dây này là dài 1,8 mét, mặc dù chuẩn phích cắm là chuẩn tất cả các nước cơ bản đều cắm được, kể cả đi du lịch nước ngoài. Dây rất chắc chắn, mặc dù rất loại rất tốt. Đúng bàn tay, đúng bàn tay, quá tốt, tính năng thì vô cùng là nhiều, đầy đủ các chức năng bao gồm là cho được các cái loại vải, có ra khu vực để đổ nước. Nước đầu tiên là dùng cho vải cotton, nước sông một chế độ cho vải cotton, số 1 là lụa và len, số 2 là dành cho vải cotton, số 3 là dành cho sợi tổng hợp. Kích thước của bàn là này chỉ là 135 nhân 76 nhân 79 mm. Khu vực báo nút mắc khi đổ nước, vị trí đổ nước. Bây giờ hướng dẫn sử dụng chút nha. Sau khi mở túi, lấy bàn ra khỏi túi, giở dây cuộn.
đổ nước vào và nổi. Để năm. Cắm điện vào nguồn điện. Đèn trên thiết bị báo sáng, điện đã vào. Vận về chế độ là theo từng loại vải. Chờ đợi đèn tắt. Thế là tiến hành là rất đơn giản, rất nhanh và hiệu quả. Nhưng chú ý nhé, bạn là tốt mấy thì tốt, nhưng mà hàng giả rất nhiều. Lưu ý vấn đề đó. Cùng một lúc giải quyết được rất nhiều lúc lo, đi nghỉ mát không lo nhiều đồ, đi công tác không lo phải mang nhiều đồ, không phải với khách sạn là mình phải phụ thuộc, đi xa dài ngày thì càng tuyệt vời hơn, đặc biệt là nhà có con nhỏ.